cá đậu đành T4 81k hay cá đậu set 99k, cái nào thì ok hơn? Cùng đi tìm hiểu nhá. Cá đậu nành T4 thì tất cả những cái nguyên liệu có thành nên đầu từ thiên nhiên như đậu nành này, cám ngô này, bột lõi ngô này và 100% hòa tan trong nước nha mọi người nhé. Còn đối với loại cá đất sét thông dụng như hiện nay thì được cấu tạo từ nhiều các loại hợp chất hóa chất nhiều hơn, cho nên là về một cái mùi hương thì cá đất sét 100% sẽ thơm hơn so với cá đậu nành nha mọi người nhé. Bây giờ cùng mình đi so sánh giữa hai loại cát. Đây, như mọi người thấy đây là cá đất sét này, khi mà mọi người đổ ra đó thì có rất nhiều bụi mọi người ạ. Đây mọi người nhìn thấy này, từng cái làn bụi li ti bay ra này đó. Còn đối với các đậu nành thì những cái nguyên liệu như là bột lõi ngô này, cám ngô này thì khi mọi người đổ ra đều là những nguyên liệu từ thiên nhiên. Đấy, cho nên là rất là tốt, mà là còn có thể là phân bón được cơ mọi người ạ. Cho nên là khi mọi người đổ ra sẽ không hề có một tí bụi nào luôn. Và bây giờ mình sẽ test một cái bài gọi là thông dụng nhất, đó chính là test độ vón nhá mọi người nhá. Thì để xem là giữa các nước sét và các đậu nành thì cái nào hơn nhá mọi người nhá. Bây giờ mình cũng sẽ xịt ra một cái lượng nước bằng với lượng nước mà mình xịt vào bên cái chậu cát đất sét để xem độ vón của loại cát đậu nành hay là loại cát đất sét sẽ ok hơn nhé mọi người nhá. Và đây là kết quả sau khoảng 30 đến 45 giây. Đây, đây chính là cát đất sét mọi người này. Đấy, độ vón thì cũng khá là ok này. Đối với những cái lớp đầu thì cái độ vón của cát đất sét rất là nhanh và rất là khô, đó, bám đều. Nhưng mà ở chỗ nào lượng nước nhiều thì khi mà mình để mình lọc cát thì rất là khó, tại vì cái độ bết của cái cát đất sét nó khá là nhiều và nó gây cho mình một cái tình trạng rất là khó khăn. Đó mọi người thấy không? Rất là bết rất là nhiều này, dính luôn cả vào cái xẻo xúc cát của mình. Đó, về cái cát đất sét thì mình thấy cái độ khi mà có nhiều nước thì nó không ok cho lắm mọi người ạ. Và đây mọi người có thể thấy đây, mình rất là chật vật khi mà mình cậy từng cái lớp vón của cát đất sét lên khi mà nó bết, và nó rất là bết ở cái đáy chậu cát nha mọi người nhá. Đó. Vậy thì bây giờ để xem là cát đậu nành sẽ như thế nào nhá mọi người nhá. Đó, mọi người thấy không? Súp lên rất là dễ luôn này, gần như là cái độ bám và cái độ bết ở cái đáy chậu cát đều như là bằng không so với cát đất sét mọi người nhá. Tại vì cát đậu nành là 100% hòa tan với nước mọi người ạ. Cho nên là khi mà mọi người lọc cát ấy, nó rất là dễ. Đó, gần như là cái độ cát mà của cát đậu nành ấy bám vào xẻng như bằng không mọi người ạ. Cho nên là đối với bản thân mình thì mình khuyên mọi người nên dùng cát đậu nành hơn nhá mọi người nhá.